nghệ sĩ Hoàng Hải sinh ngày 28 tháng 6 năm 1968 tại Hà Nội và con thứ hai trong gia đình có 4 anh em trai. Ông sinh ra tại Hà Nội nhưng quê gốc lại ở Đà Nẵng. Ông đã từng theo học và tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Khi tốt nghiệp, Hoàng Hải về làm diễn viên cho nhà hát kịch Hà Nội và làm kép phụ cho nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng. Mỗi khi thầy Hoàng Dũng vắng mặt thì ông được lên diễn thay. Cuối thời kỳ bao cấp, nghề diễn viên với đồng lương ít ỏi khiến cuộc sống càng ngày khó khăn. Hoàng Hải đã làm thêm nhiều nghề như buôn bán, chạy xe đường dài Bắc Nam. Khi gia đình ông chuyển về quê ở Đà Nẵng, ông lại gia nhập đoàn kịch Quảng Nam Đà Nẵng. Nhưng không được một năm thì đoàn bị giải thể và sáp nhập vào đoàn ca múa Đà Nẵng. Trong thời gian này, ông vẫn thường xuyên ra Hà Nội đóng phim rồi trở thành diễn viên tự do vì trong đoàn ca múa, ông không có khả năng biểu diễn âm nhạc. Ông được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2012. Nghệ sĩ Hoàng Hải đã lập gia đình và có 4 người con, gồm 2 người con trai và 2 người con gái. Nghệ sĩ Võ Hoài Nam, sinh năm 1965, anh được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2007. Tuổi thơ của anh là những ngày thiếu thốn tình thương khi cha mẹ anh ly hôn lúc anh còn nhỏ. Sau khi đất nước giải phóng, anh vào Sài Gòn sống cùng với ông nội của mình. Đến khi 13 tuổi, anh quay trở lại Hà Nội sống cùng với cha và mẹ ghẻ. Tuy nhiên, anh phải sống một cuộc sống đầu đường xó chợ để giải phóng ngột ngạt từ phía gia đình. Trong mắt gia đình, anh là một kẻ hay gây chuyện và đánh nhau. Năm 18 tuổi anh nhập ngũ. Sau khi xuất ngũ, anh có hợp đồng 4 năm sang Nga xuất khẩu lao động, nhưng chỉ được 1 năm anh phải trở về vì tội đánh nhau. Sau khi trở về nước, anh học nghề tại nhà hát kịch Trung ương 3 năm và làm việc cho tới bây giờ. Năm 1995, Võ Hoài Nam kết hôn với nghệ sĩ múa Lan Anh. Cả hai gặp nhau khi quay chung một show quảng cáo. Khi anh quyết định đến với Lan Anh, gia đình hai bên đều phản đối kịch liệt, nhưng nam nghệ sĩ và Lan Anh vẫn quyết định về sống chung một nhà. 3 năm sau đó, khi Lan Anh mang thai đứa con đầu lòng, đám cưới của họ mới được tổ chức trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Ở độ tuổi 60, nam nghệ sĩ đã tận hưởng cuộc sống bình yên hạnh phúc bên gia đình và các con.